thuở bé, nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta. Về hồi làng ngắm trời đất bao la, hương bưởi hương cau thơm lừng xóm nhỏ. Chiều ven đê anh kết vòng nhân cỏ, chào em đầu đời. Đạo lý uống nước nhớ nguồn là truyền thống quý báu ngàn đời xưa của nhân dân ta. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của cha ông ta đã gây dựng, cứ vào ngày 15 tháng 3 hàng năm là nhân dân tổ dân phố Tân Hải lại tổ chức lễ hội đình làng uy nghi thành kính để truyền lại cho muôn đời sau luôn tưởng nhớ đến cội nguồn dân tộc quê hương mình. Cây có cội mới lẩy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bùa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Thật vậy, nguồn cội là nơi mình được sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ấy có cây đa giếng nước sân đình. Dù đi xa muôn phương, nhưng tất cả chúng ta vẫn luôn hướng về nơi quê hương nguồn cội. Đặc biệt là tưởng nhớ đến ngôi đình làng, đó là nơi thờ tự thần Cao Sơn Đại Vương, huynh là Nguyễn Hiền, là một trong bốn vị thần tứ trấn kinh thành Thăng Long. Đình làng là hình ảnh thân quen gắn bó với tâm hồn của những người dân đất Việt, là nơi thờ tự thành hoàng làng để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, gia đình yên ấm mùa màng bội thu. Chính vì những nét đẹp truyền thống ấy mà hàng năm ban tổ chức đình làng lại tổ chức họp bàn để xây dựng chương trình ý nghĩa long trọng. Hội đình làng đã tổ chức những trò chơi dân gian như chơi cờ tướng, bịt mắt bắt lợn, một trong những trò chơi vui nhộn tạo nên sự vui vẻ hòa đồng trong cộng đồng nói chung, tổ dân phố Đông Hải nói riêng. Những tiếng cười, những chàng pháo tay và hò reo vui vẻ
người chiến thắng được nhận phần quà từ những nhà tài trợ khi bắt được chú heo được quây trong vòng tròn. Tiếp đó là trò chơi bắt vịt dưới ao. Những thanh niên đăng ký sẽ cùng nhau lội xuống để vây bắt vịt đang bơi. Phần thưởng là chính những chú vịt đồng nhanh nhạy ấy, và cùng với đó là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đặc sắc hơn là những chương trình hát hội dưới thuyền rồng, một trong những chương trình dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam, được chia ra các đội thay nhau bơi thuyền rồng, đi trên thuyền vừa hát những chùm dân ca quan họ thật ngọt ngào.
hội năm xưa em tiễn anh tới một con đò, em gửi miếng trầu thương nhớ để mùa sau anh nhớ lại sang trầu em tê mang bao tình nghĩa thắm đỏ thắm qua những mùa đông để mùa xuân tươi đẹp nắng hồng trầu khoan hò em lại chơi. Ngày hội năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang đi miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em. Hội làng đông vui là thế mà sao em, sao em vẫn đứng một là chương trình rước kiệu quanh làng thể hiện sự uy nghi cờ reo trống mở đưa rước thần Cao Sơn Đại Vương ngồi trên ngai rồng hiện hữu phù hộ cho dân làng được mùa màng bội thu gia đình an khang hạnh phúc bốn mùa tươi tốt mưa thuận gió hòa.
Bye.
ngày nay của Hà Nam. Vâng. Thank you.
Kết thúc chương trình lễ hội đình làng,
với sự chỉnh chu về mọi mặt, dân làng đã tổ chức chương trình tế lễ long trọng. Mở đầu là các dòng họ và những lòng thành đệ tử từ thập phương trở về chiêm bái dâng hương thành hoàng làng. Tiếp theo là chương trình tống hội thật sự ấn tượng hào hùng, thể hiện khí thế quật cường của những người dân đất Việt đang kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông. Cùng với đó là chương trình tế lễ dâng đài trước án trang nghiêm và trọng thể. Nước sông lọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này. Thank you.
hội làng, anh nhặt ánh trăng rơi, cây đa sân đình riêng nên quê hương vẫn trong tim, gạo rừng trời thắm lửa, em theo chồng hồi quê không về nữa. Đêm hội làng anh nhặt ánh trăng rơi, đêm hội làng
của cây ruộng, dòng sông châu lững lờ uốn lượn, ta cùng về hội tịch điền. Em cùng anh về thăm Duy Tiên, thăm quê người vẽ cờ tổ quốc, làng quê ta đổi thay từng bước, Duy Tiên quê mình rực cờ hoa. Duy Tiên con ngàn hoa, những công trình vươn tầm cao thời đại, đồng ruộng quê vua cày ruộng, dòng sông châu